Hello anh em, lại là em Thiện đây. Sau một thời gian khoảng 1 tuần 10 ngày vắng bóng, do là đó, cái đây 10 ngày trước em bị bệnh khan tiếng tắc tiếng anh em. Làm quá giờ không có nói được. Thì hôm nay cũng nói đã đỡ rồi. Bắt đầu lên những cây sưu tầm cho anh em mình. Chứ để lâu quá sợ anh em của anh em thôi. Rồi, bây giờ vào cụ thể từng cây nha. Cây đầu tiên em muốn chia sẻ cho anh em đó là cây vàng đỏ 5%. Vàng đỏ 5% này thì rễ đây này, quá đẹp luôn, ổn định, ấm chậu rồi. Đếm đo cho anh em mình xem. À, cây này khoảng 4,5 cm anh em nha, 4,5 cm. Rồi, cây vàng đỏ 5% thuận này là một mặt hoa quốc dân, hoa rất là đẹp. À, em chia sẻ cho anh em với giá 250k bao ship cho anh em nha, 250k bao ship luôn. Cây vàng đỏ 5% thôi. Giờ nó vẫn còn khang tiếng, nhưng mà cũng nói đã đỡ rồi. Cái đây khoảng 3-4 hôm mà em tắt tiếng luôn, nó không được. Rồi tiếp theo em chia sẻ cho anh em đó là cây pin cánh tròn. Pin cánh tròn này thì là cọng này khoảng tầm 7 cm. Đó, 7 cm. Rễ thì bao quanh rồi, hoa rất là đẹp. Dòng pin cánh tròn này là dòng cây hoa quốc dân anh em nha. À, bông rất là đẹp luôn. Đó, em cứ đưa hoa cho anh em. Thì cái này thì không lạ gì với những anh em sưu tầm rồi. À, cái chậu pin cánh tròn này muốn có chia sẻ cho anh em với giá 279 bao ship nha. 279. Rồi, cái cọng này không để anh em phải chờ lâu. Một dòng xưa, xưa lắc xưa lơ luôn. Nhưng mà bây giờ anh em săn đón rất là nhiều, bởi vì mặt hoa này rất là đẹp, hoa cũng thơm, bông nó to, có tông màu rất là dễ chịu. Đó là cây hồng lau mộng. À, hồng lau mộng. Thì hồng lau mộng này gồm có 12 con. Cái con lớn này nè, em đã khai thác một hướng rồi nè. À, thì bắt đầu là nó lên cái con mọt, cái con nhỏ. Con nhỏ thì rễ này tùm luôn. Rễ dưới là ổn định. À, còn phía bên đây vẫn còn chưa khai thác anh em nha. Chưa khai thác. Hồng lau mộng. Rồi, cái cọng này em, chậu này em Út sẽ chia sẻ cho anh em với giá là 750k cho một cái chậu hồng lau mộng 12 con. Con lớn đã khai thác một hướng, còn con nhỏ đang lên mầm. Hoa rất là đẹp luôn. Dòng này bây giờ là săn không có đâu anh em nha. Đó, bây giờ anh em họ là săn lùng những cái cây hồng lau mộng này nè để chơi nè. Hoa rất là đẹp, tông màu rất là dịu. Cái cành hoa, một cái cuốn hoa của nó lên tầm khoảng tầm 15-20 bông. Đó, sai hoa cỡ đó đó. Nên nó có cái giá trị của cao nha anh em. Rồi tiếp theo, cây nô nêm nghịch. Nô nêm nghịch thì cái cọng này khoảng tầm 10 cm. Đó, 10 cm. À quên, để em đo kích thước nha. Đó, đo kích thước cho anh em mình dùng nè. Cây nô nêm nghịch này khoảng tầm 10 cm. Một dòng hoa rất là đẹp, tông màu sáng. Cái cuốn hoa của nó rất là dài luôn, sai hoa luôn. Cái hoa mà khi mà nó nở á, nó một chùm kéo lên, chứ nó không có bị hở như cái dòng vàng đỏ kia. Đó, rồi chậu này em muốn sẽ chia sẻ cho anh em với giá là 250k bao ship nha. 250k bao ship cho chậu nô nêm nghịch. Rồi, chậu cuối cùng cho anh em mình sưu tầm, đó là cây rồng lửa Long Xuyên. Rồng lửa Long Xuyên này thì nó ấm chậu rồi, anh em coi. Ấm chậu rồi. Đó, rễ nè, đang bắt đầu có biểu hiện sưng cái mầm nè. Ổn định. Rồi, cái cọng rồng lửa Long Xuyên này là tầm 10 cm nè, anh em thấy không? Tầm 10 cm nè. Đó, tầm 10 cm. Em muốn sẽ chia sẻ cho anh em với giá là 279 cho một cái chậu rồng lửa Long Xuyên. Rất là đẹp luôn, cây khỏe. Thì hôm nay em muốn chia sẻ cho em cây bình dân thôi. Đồng thời em cũng tranh thủ lên, thì cũng bị tắc tiếng anh em. Nó giọng ra hơi nó khó. Và cũng tranh thủ lên chia sẻ cho anh em 5 chậu. Rồi từ từ đầu là cứ 2-3 ngày là em lên live một lần. Nay đã nói được rồi nên là lên, chứ không cái đây 4-5 ngày nó không được nên không có dám lên live. Anh em nào ý thích cái chậu nào thì cứ gọi điện hoặc là nhắn tin trên Zalo cho em nha. Cây vàng đỏ 5%, đặc biệt là cây hồng lau mộng, nô nêm nghịch, rồng lửa Long Xuyên và cây pin cánh tròn. Rồi, anh em yêu thích kênh cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh anh em nha. Chào tạm biệt anh em.
Chúc anh em một ngày mới vui vẻ.